Không khí đón mừng năm mới đã ngập tràn muôn nơi và tạm biệt năm 2019, đón một năm 2020. Bảo Khánh xin chúc tất cả mọi người một năm 2020 thật nhiều may mắn và tài lộc. Và cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của Bảo Khánh trong suốt một năm qua. Mong rằng năm mới chúng ta hãy cùng nhau tạo lên những thành tích mới và cùng nhau phát triển nhé mọi người nhé.